Ok xin chào tất cả các bạn đã quay lại với Vietnam Garage stand up và trong cái uh, video này thì mình sẽ bày cho mấy các bạn cách kiếm tiền với lại uh, ebook ha thì uh, ở trong video này thì mình sẽ nó có tầm khoảng là vài um, thêm một vài uh, cái 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 thủ thuật cho nên là nó nó hiện tại nó khá là dài và cái file nó quá là lặng cho nên là mình uh, mình xin phép là mình sẽ làm ở một cái 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 phần đầu cho những cái 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 series này ha ok mấy bạn thì uh, chúng ta sẽ lấy một cái gì đó nó rất là hút nhất ha thì chúng ta sẽ bấm là good walking working working ok rồi ok thì uh, mấy mấy bạn nhìn ở trong này thì chúng chúng ta sẽ có những cái cuốn sách về woodworking nè thì cái này á mấy bạn thấy á, là ở trong cái cuốn này á thì mấy bạn sẽ thấy này nó nó có giá là 35 đô ha và cái cuốn này có giá là 23 đô và cái review của nó là nó tới 5 sao và nó có tới 1,381 có nghĩa là một ng gần 1.300 một ngàn review có nghĩa là cũng muốn sánh này nó rất là ok và cái việc mà mấy bạn làm á là mấy bạn cũng như những cái lần khác có nghĩa là mấy bạn vẫn có thể đi book link ở trong cái 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 pdf này và chúng ta sẽ xài cái tool pdf to go để chuyển pdf thành word á để uh, mấy bạn chèn cái link uh, offer ha, thì chúng ta sẽ nói sau từ, từ để cho mấy bạn dễ hiểu ha, ok thì uh, thì hiện tại của mình á, nó nó ừ, hiện tại là mình cũng đã có cái cuốn này rồi, đây, đây, hiện tại là mình đã có cái cuốn này rồi, đó, để như vậy và và đây là một cái cuốn mình cũng có tìm hiểu qua thì nó rất là có giá trị và chắc chắn là các bạn sẽ kiếm được tiền với cái cuốn ebook này. Cái kiểu như vậy. Và thì ở hiện tại thì nếu như nào mà những cái bạn học um, viên nào mà có muốn làm với cái niche này á thì mình sẽ training thêm về cho mấy bạn bên Clickbank và cũng như là Digital Store thì nó tốn cho mấy bạn là tầm khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày thôi thì mấy bạn cứ nhắn tin cho mình ha Ok thì uh, mấy bạn uh, sẽ đau được cái cuốn này dựa trên những cái uh, phương pháp và uh, với những cái cái nguồn của mình uh, cho mấy bạn để như vậy còn mấy bạn nào mà học free uh, thì mấy bạn cứ gõ gì nè để mấy bạn kiếm sách nè và uh, wood, uh, wood wood working pdf free đó vậy thì mấy bạn uh, đi download nó về ha ok uh, thì ở trong video này uh, thì mấy bạn sẽ có cái cuốn này là 35 đô và mấy bạn sẽ bán lại với giá rẻ ha thì chúng ta sẽ vô trong cái uh, web gọi là seller.co thì cái này thì cũng có một vài bạn nhắn tin hỏi cho mình nó làm sao để để kiếm tiền với lại cái seller thì uh, thì ok thì mình sẽ bày cho bạn cái cách để mà bán luôn Thì mấy bạn sẽ bấm vô trong cái phần gọi là add product này nha rồi Mấy bạn đăng ký bình thường, mấy bạn bấm cho mình là next Ok Rồi Image Image thì uh, Ok image luôn ha huh. Image thì chúng ta sẽ đeo cái này và Ok. Đó, có luôn. Ok. Bấm cái này. Rồi nem thì bấm vô <laughs> price Ok, bây giờ ở cái giá của nó thì nó sẽ có hai dạng, có nghĩa là một á là mấy bạn sẽ bán lại với giá là từ 5 đô 10 đô hay là Bao nhiêu đó tùy mấy bạn. Thì uh, mình sẽ bán giá với nó là 7 đô đi. 7 đô ha. 7 đô. Ok vậy. Rồi normal là cái này nè. Normal là cái này. Đây ha. Ok. Rồi. Ok. Category thì chọn cho mình là home and office để coi lục lại một lần nữa đây coi add and trap uh, automobile fashion wear and get hell and food tea um, mm. à đi nên đã cho nó dễ ha à, là uh, handcraft đi đây là cái điều khác khác tay hay sao cũng không biết nữa kệ nó đi ok ở ta là digital product ha ok store không cần store ha ok downloadable ok thì cái chỗ này thì mấy bạn sẽ up cái uh, cuốn nó lên ha đây up nó lên bấm vô cái đây là cái khi mà nhảy qua á. À, không cần các bạn up lên là xong ha. Huh? Cái đây là nó không có biến thể của cái cuốn sách này, nó chỉ có một size thôi. Đây là pre order product. Cái đây uh, không phải luôn. Mình uh, mình chơi uh, dạng flat có nghĩa là mình đang mình đang sở hữu cái cuốn đó và mình tự tay mình bán luôn Ok. Ok thì nó đơn giản thôi, nó không có cái gì khó hết thì cái cuốn này uh, mấy bạn uh, ở cái phần sau đi phần sau mình sẽ bày cho mấy bạn một cái trick để mấy bạn làm với pinterest ha thì chắc là mình sẽ làm trong cái video này gọi là hai phần à uh, ba phần đi ba phần đi ba phần nó sẽ ok hơn và create product là xong rồi ok chúng ta sẽ có cái link của mấy bạn nè đại ha đó 7$ đô la mấy mấy anh em thấy tuyệt vời không đó rất là ok ha rồi. Ok thì uh, ở trong cái video sau thì mình sẽ bày cho mấy bạn kiếm tiền với book booking ở cái niche này và mình đã tìm được là một cái offer với giá là 14 hộ ha. Thì mình sẽ bày cho mấy bạn sau ở những cái video khác thì nó 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 đơn giản thôi. Còn bây giờ mình nói đến traffic, traffic thì mấy bạn có thể làm với những cái YouTube Short như thế này. Mấy bạn có thể lên TikTok mấy bạn đăng về thì cái đó mình nói nhiều ở trong những cái video khác rồi cho nên là cho nên là chắc là mình không có không có làm lại nữa nha. Ok mọi người à, hiện mọi người kiếm những cái video tiếp theo để mình có thể bày thêm cho bạn những cái thủ thuật khác ha. Còn hiện tại thì cái bài mấy bạn tùy theo cái lượng traffic ví dụ như là mấy bạn có một cái nguồn traffic organic gọi gọi là, gọi là tự nhiên nhất thì mấy bạn có thể bán nó như là một cái CPA có nghĩa là mấy bạn có thể đang bán một đô hai đô hai đô rưỡi ba đô gì đó tùy mấy bạn thì nó nó sẽ giúp ích cho mấy bạn rất là nhiều thì cái đây nó mới chỉ là một cái step đầu của cái việc mà mình làm việc với lại seller thôi thì hẹn cho mấy bạn làm nhiều cái video sau mình sẽ bày cho mấy bạn thêm về những cái thủ thuật khác ha ok mọi người chúc mọi người một ngày tốt lành nhé